Phật bảo xá lợi Phất, bí sắc chẳng sanh, nên bát nhã ba la mật phát sanh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng sanh, nên bát nhã ba la mật phát sanh. Vì thị ba la mật chẳng sanh, nên bát nhã ba la mật phát sanh. Cho đến vì thiền ba la mật chẳng sanh, nên bát nhã ba la mật phát sanh. Vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, Phật mười lực cho đến nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí chẳng sanh, nên bát nhã ba la mật phát sanh. Như vậy vì các pháp chẳng sanh nên bát nhã ba la mật phát sanh. Xá lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng sanh nên bát nhã ba la mật phát sanh, cho đến vì các pháp chẳng sanh nên bát nhã ba la mật phát sanh? Phật dạy, vì sắc không khởi không sanh, không được không mất, cho đến vì hết thảy pháp không khởi không sanh, không được không mất, nên bát nhã ba la mật phát sanh. Xá lợi Phất bạch Phật rằng, sanh bát nhã ba la mật như vậy hợp với những pháp gì? Phật dạy, không hợp với gì cả, vì vậy nên được gọi là bát nhã ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, không hợp những pháp gì? Phật dạy, không hợp với pháp bất thiện, không hợp với pháp thiện, không hợp với pháp thế gian, không hợp với pháp xuất thế gian, không hợp với pháp hữu lậu, không hợp với pháp vô lậu, không hợp với pháp có tội, không hợp với pháp không tội, không hợp với pháp hữu vi, không hợp với pháp vô vi. Vì cớ sao? Vì bát nhã ba la mật không vì được các pháp nên sanh, vì thế nên đối với các pháp không hợp. Bấy giờ Thích Đại Hòa Nhân bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy cũng không hợp tát bà nhã. Phật dạy, như vậy kiểu thi ca bát nhã ba la mật cũng không hợp tát bà nhã, cũng không được. Thích Đại Hòa Nhân thưa, bạch Đức Thế Tôn, tại sao bát nhã ba la mật cũng không hợp tát bà nhã, cũng không được? Phật dạy, bát nhã ba la mật không như danh tự, không như tướng, không như pháp khởi tác hợp. Thích Đại Hòa Nhân thưa, này hợp thế nào? Phật dạy, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát như không thủ, không thọ, không trú, không trước, không dứt, hợp như vậy cũng không chỗ hợp. Như vậy kiểu thi ca bát nhã ba la mật tùy hợp với hết thảy pháp cũng không chỗ hợp. Bấy giờ Thích Đại Hòa Nhân bạch Phật, chưa từng có vậy. Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật ấy vì hết thảy pháp chẳng khởi chẳng sanh, chẳng được chẳng mất nên phát sanh. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát khi tu bát nhã ba la mật nghĩ rằng bát nhã ba la mật hoặc hợp với hết thảy pháp hoặc không hợp, thì Bồ Tát ấy đã bỏ bát nhã ba la mật, xa lìa bát nhã ba la mật. Phật bảo Tu Bồ Đề, lại có nhân duyên Bồ Tát Ma Ha Tát bỏ bát nhã ba la mật, xa lìa bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghĩ rằng bát nhã ba la mật ấy không có gì của chính nó, không hư không kiên cố, thời Bồ Tát Ma Tát ấy bỏ bát nhã ba la mật, xa lìa bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề, vì nhân duyên ấy nên bị bỏ bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tin bát nhã ba la mật là không tin pháp gì? Phật bảo Tu Bồ Đề, tin bát nhã ba la mật thời không tin sắc, không tin thọ tưởng hành thức, không tin mắt cho đến ý, không tin sắc cho đến pháp, không tin nhãn giới cho đến ý thức giới, không tin thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, không tin nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, không tin bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không tin Phật mười lực cho đến 18 pháp không chung, không tin Tu Đà Hoàn quả, Từ Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả, Bích Chi Phật đạo, không tin Bồ Tát đạo, không tin vô thượng chánh đẳng chánh đẳng Bồ Đề cho đến trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tại sao khi tin bát nhã ba la mật thời không tin sắc cho đến trí nhất thiết chủng? Phật bảo Tu Bồ Đề, vì sắc không thể có được nên tin bát nhã ba la mật thời không tin sắc, cho đến vị trí nhất thiết chủng không thể có được nên tin bát nhã ba la mật không tin trí nhất thiết chủng. Vì thế cho nên Tu Bồ Đề, khi tin bát nhã ba la mật thời không tin sắc cho đến không tin trí nhất thiết chủng. Luận ở trên, Phật cùng với Di Lặc, Tu Bồ Đề, Thích Đại Hòa Nhân chúng nói ý nghĩ tùy hỷ. Xá Lợi Phất tuy im lặng lắng nghe nghĩa bát nhã ba la mật tùy hỷ ấy thâm thâm, vô lượng vô biên lợi ích lớn cho chúng sanh, tùy hết lậu hoặc được tịch diệt mà phát tâm hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay bạch Phật rằng, làm được sự tùy hỷ dứt các hỷ luận lợi ích vô lượng chúng sanh khiến vào Phật đạo ấy là bát nhã ba la mật. Phật ấn khả lời ấy nên nói phải, trong bát nhã ba la mật nói thật tướng các pháp, trong thật tướng các pháp không có cấu trược hỷ luận nên gọi là rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo thanh tịnh nên có thể chiếu khắp hết thảy năm pháp tạng
là quá khứ, vị lai, hiện tại, vô vi và bất khả thuyết. Thế nên Xá Lợi Phất thừa: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể chiếu khắp hết thảy pháp, vì rốt ráo thanh tịnh, Bát Nhã Ba La Mật hay thủ hộ Bồ Tát cứu các khổ não, làm mãn sở nguyện, như vua trời Phạm Thiên thủ hộ 3.000 đại thiên thế giới, cho nên chúng sanh đều kính lễ. Bốn ba độc trong ba cõi không làm ô nhiễm, nên nói là không dính mắc ba cõi, phá hết thảy 108 phiền não ái nhiễm, vân vân, 62 kiến chấp là ngã kiến, vân vân, nên nói là phá vô minh tối tâm. Trong các pháp trí tuệ hơn cả, trong trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật hơn cả, lấy trí tuệ làm gốc, phân biệt 37 phẩm như bốn niệm xứ, vân vân, nên nói trí tuệ là tối thượng trong tất cả pháp trợ đạo, dứt được các khổ não sợ hãi sanh già bệnh chết, nên nói là an ổn. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy thu nhiếp năm mắt, nên nói là hay cho ánh sáng, xa lìa nhị biên, hữu biên, vô biên, vân vân, nên nói hay chỉ bày chánh đạo. Bồ Tát trụ ở kim cang tam muội, dứt hết thảy tập khí phiền não vi tế, khiến không còn sót lại, được vô ngại giải thoát, nên nói là trí nhất thiết trùng. Lại nữa, biết tướng chung tướng riêng của hết thảy pháp, biết nhân duyên của trí nhất thiết trùng, nên nói là trí nhất thiết trùng. Hay sanh mười phương ba đời vô lượng Phật pháp, nên nói là mẹ các Bồ Tát. Trong tất cả pháp, vì mỗi mỗi tự tướng không, nên nói là bất sanh bất diệt. Đoạn và thường là gốc các kiến chấp là gốc các kiết sử là gốc khổ trong hết thảy sanh tử, thế nên nói là xa lìa sanh tử. Hay làm cho chúng sanh tìm các thiện pháp bảo của Tam Bảo, được các thiện pháp bảo nên được cái vui thế gian, xuất thế gian. Vì hay làm cho chúng sanh được hai thứ vui, nên nói là người cứu hộ cho người không ai cứu hộ. Tướng Bát Nhã Ba La Mật ấy cho đến mười phương chư Phật không thể phá hoại, vì cớ sao? Vì rốt ráo không thể có được, huống gì người khác, làm sao phá hoại, cho nên nói là đầy đủ Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy, vì không có tự tánh, nên nói các pháp không chuyển vận trong sanh tử, không trở lại vào niết bàn, chẳng sanh nên chẳng chuyển vận, chẳng diệt nên chẳng trở lại, cho nên nói hay chuyển vận pháp luân 3 lần chuyển 12 hành tướng, nghĩa pháp luân 3 lần chuyển 12 hành tướng như trên đã nói. Tất cả pháp có hai phần là hoặc có hoặc không có. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy, có cũng không nên thủ, không có cũng không nên thủ. Lìa có và không có ấy, tức là thực tánh các pháp, cho nên nói là hay chỉ bày các pháp tánh. Do vô lượng nhân duyên như vậy, tán thán Bát Nhã sau sẽ nói rộng. Tướng Bát Nhã Ba La Mật ấy là vô tướng, có người tâm chưa thuần thục, cố tìm định tướng của Bát Nhã không thể được, bèn sanh tâm kiêu mạn. Thế nên Xá Lợi Phất hỏi, nên làm sao cúng dường? Phật dạy nên cúng dường Bát Nhã như cúng dường Phật. Vì người ta từ xa xưa lại đầy đắc đầu vào tướng chúng sanh, đối với pháp tôn quý tình mỏng nên nói như cúng dường Phật. Người trí xem Phật với Bát Nhã cùng khác nhau. Vì sao? Vì Bát Nhã được tu tập liền biến thành nhất thiết trí. Trong đây Phật tự nói nhân duyên. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy, xuất sanh hiền thánh, xuất sanh mười thiện đạo, vân vân, và pháp thế gian, xuất thế gian cho đến trí nhất thiết trùng. Bây giờ, đế thích khởi niệm ấy là ý rằng, vì Xá Lợi Phất là người lậu tận lìa dục mà như tuồng người chấp trước pháp tán thán Bát Nhã. Này Xá Lợi Phất tự nói nhân duyên, Bồ Tát vì được Bát Nhã thủ hộ, dùng sức phương tiện hay tùy hỷ phước đức hồi hướng mà không phá hoại tướng Bát Nhã Ba La Mật, việc ấy quá hy hữu, nên tôn kính Bát Nhã Ba La Mật và hỏi Phật làm sao cúng dường. Lại nữa, tiểu thi ca, Bát Nhã Ba La Mật tự có thế lực nên hơn năm Ba La Mật kia. Hỏi, năm Ba La Mật kia nên dùng năm người mù ví dụ là đủ, cớ sao nói đến 100.000 người? Đáp, trong đây cốt nói thế lực Bát Nhã không luận nhiều ít. Lại nữa, nếu nói dẫn đạo 5 người thì không đủ quý, nên nói dẫn đạo 100.000 người. Lại nữa, Ba La Mật như trong hiền kiếp tam muội có 84.000 Ba La Mật, nói rộng thì vô lượng. Hỏi, thì Ba La Mật cũng có mắt, vì sao? Vì tiền có tội phước phá vô minh tà kiến, cho nên bố thí. Cớ sao ví dụ người không có mắt? Đáp, ở trong bố thí, trí tuệ là khách từ ngoài đến, không phải chủ thể chính. Ví như bốn đại thường hòa hợp, không được rời nhau, các Ba La Mật hòa hợp với nhau cũng như vậy, không thể theo đường đi đến thành. Con đường là con đường mười địa Bồ Tát, thành là trí nhất trùng, và các Phật pháp
Lại nữa, con đường là tám thánh đạo phần, thành là Niết Bàn. Nhiều người mù tuy có đủ sức lực tay chân mà không thể tùy ý đi đến, được người có mắt sáng dẫn dắt với tùy ý đi đến thành tựu mọi việc. Năm ba la mật tùy mỗi mỗi có thể làm nên việc, nếu không được Bát Nhã chỉ đạo, thời còn không được hai thừa. Huống gì đạo vô thượng, năm ba la mật được Bát Nhã ba la mật dẫn đạo, nên được gọi là ba la mật cho đến thành Phật đạo. Đế Thích hỏi: Ông tự nói các ba la mật hòa hợp giúp đỡ cho nhau như bốn đại không được rời nhau, như vậy thì Bát Nhã ba la mật cũng phải trở năm pháp kia, cớ sao đây chỉ nói nhờ Bát Nhã nên năm pháp kia được gọi là ba la mật? Đáp: Tuy sáu pháp hòa hợp giúp đỡ cho nhau mà lực Bát Nhã ba la mật lớn nên năm pháp kia nhân đó được gọi là ba la mật, ví như hợp các thứ thuốc đã tán thành bột, tuy các thứ thuốc đều có lực dụng nhưng thế của đá lớn hơn nên gọi là thạch tán. Lại như đại quân đánh giặc, tùy mỗi người đều có sức mà sức chủ tướng lớn hơn nên chủ được gọi là tướng. Xá Lợi Phất đã hỏi việc cúng dường Bát Nhã, này hỏi hành giả làm sao phát sanh Bát Nhã ba la mật. Phật đáp: Nếu hành giả quán thấy tướng các pháp sắc vân vân chẳng sanh, ấy thể phát sanh Bát Nhã ba la mật. Xá Lợi Phất lại hỏi: Làm sao quán thấy sắc chẳng sanh nên Bát Nhã ba la mật phát sanh? Đáp: Sắc do nhân duyên hòa hợp sanh khởi, hành giả biết sắc hư vọng không để khởi lên, vì không khởi nên không sanh, không sanh nên không được, không được nên không mất. Bây giờ Xá Lợi Phất ý hỏi: Bát Nhã không có chỗ làm duyên phát sanh, hành giả cũng không có sanh, như vậy Bát Nhã hợp với pháp gì, cuối cùng về trụ chỗ nào, được quả báo gì? Đáp: Tướng Bát Nhã ba la mật vô sanh cho nên không có hợp. Nếu Bát Nhã ba la mật có pháp hợp, hoặc thiện hoặc bất thiện vân vân, thời không gọi là Bát Nhã ba la mật, không hợp vào đâu nên vào trong Bát Nhã ba la mật. Hỏi: Nếu như vậy Đế Thích đã biết tất cả pháp không hợp, cớ sao chỉ hỏi về Tát Bà Nhã không hợp? Đáp: Đế Thích quý trọng đắm sâu Bát Nhã ấy, còn đối với Tát Bà Nhã thì chưa dứt ái nên nói cho đến Tát Bà Nhã cũng không hợp ư? Phật đáp: Bát Nhã ba la mật với Tát Bà Nhã cũng không hợp, vì tất cả pháp rốt ráo không sanh, trong đây Phật phá tà kiến chấp đoạn diệt nên nói hợp. Bát Nhã ba la mật không như người phàm phu chấp tướng chấp danh, hợp với pháp hữu vi tác khởi như tâm hợp tâm Phật. Hỏi: Thế nào là như hợp Phật tâm? Đáp: Biết tất cả tướng hư dối nên không chấp tướng, biết trong tất cả pháp có tội lỗi vô thường nên không thọ, tâm chấp tôi ta trói buộc thế gian đều là tướng động nên không trụ, hay sanh các tướng khổ não sau biến đổi nên không đắm trước, tất cả thế gian điên đảo, quả báo điên đảo không thật, như huyễn như mộng không diệt đi đâu nên không đoạn. Thế nên Phật không chấp trước pháp, không sanh tâm cống cao, vào trong tướng lành rốt ráo không, thâm nhập tâm đại bi để cứu chúng sanh, Bồ Tát nên hợp như tâm Phật. Đế Thích hoan hỷ tán thán rằng: Hỷ hữu Bát Nhã ba la mật ấy, không phá hoại các pháp, chẳng sanh, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, mà có thể thành tựu Bồ Tát khiến được đi đến thành Phật. Tu Bồ Đề thưa, nếu Bồ Tát dùng tâm có sở đắc như vậy mà phân biệt nhất thiết trí, vân vân, tất cả pháp hoặc hợp hoặc không hợp, thời Bồ Tát ấy, Bát Nhã ba la mật. Phật ấn khả lời nói ấy, như vậy lại có nhân duyên, Bồ Tát nếu thủ lấy lời ông nói, tất cả pháp không có hợp, chẳng hợp, thủ lấy tướng không ấy, nói rằng Bát Nhã không, không có gì của chính nó, không kiên cố, ấy thời cũng mất Bát Nhã ba la mật. Tu Bồ Đề biết tướng Bát Nhã ba la mật là không thể có được, cho nên hỏi, nếu tin Bát Nhã ba la mật là tin pháp gì? Bát Nhã ba la mật không, cũng không thể có được, thầy tâm quyết định tin nơi pháp gì? Phật dạy, tất cả pháp sắc vân vân không thể tin. Vì sao? Vì tất cả pháp sắc vân vân tự tánh không thể có được, cho nên không thể tin. Kinh Tu Bồ Đề thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã ba la mật gọi là đại ba la mật. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã ba la mật đối với sắc không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, đối với mắt cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, đối với thí ba la mật cho đến thiền ba la mật, không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, đối với nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, đối với bốn niệm xứ cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề,
không tác ý lớn, không tác ý nhỏ. Đối với các Phật pháp không tác ý lớn, không tác ý nhỏ. Đối với Phật không tác ý lớn, không tác ý nhỏ. Bát nhã ba la mật ấy, đối với sắc không tác ý hợp, không tác ý tán. Đối với thọ tưởng hành thức không tác ý hợp, không tác ý tán. Cho đến đối với chư Phật không tác ý hợp, không tác ý tán. Đối với sắc không tác ý vô lượng, không tác ý chẳng phải vô lượng. Đối với sắc không tác ý rộng, không tác ý hẹp, không tác ý sắc có lực, không tác ý sắc không có lực. Cho đến đối với chư Phật không tác ý có lực, không tác ý không có lực. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là Đại Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát Tần Học, nếu không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, không xa lìa Thiền Ba La Mật, không xa lìa Tấn Ba La Mật, không xa lìa Nhẫn Ba La Mật, không xa lìa Giới Ba La Mật, không xa lìa Thí Ba La Mật, nhưng suy nghĩ như vậy, Bát Nhã Ba La Mật ấy không tác ý sắc lớn, không tác ý sắc nhỏ, cho đến đối với chư Phật không tác ý lớn, không tác ý nhỏ. Đối với sắc không tác ý hợp, không tác ý tán, không tác ý sắc vô lượng, không tác ý chẳng phải sắc vô lượng, không tác ý sắc có lực, không tác ý sắc không có lực, cho đến đối với chư Phật không tác ý có lực, không tác ý không có lực. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nếu nghĩ như vậy là không thật hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì đó chẳng phải tướng Ba La Mật, nghĩa là tác ý sắc lớn nhỏ, cho đến đối với chư Phật tác ý lớn nhỏ, sắc có lực không có lực, cho đến chư Phật có lực không có lực. Bạch Đức Thế Tôn, vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy dùng trí có sở đắc nên có lỗi lớn, tức là khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà tác ý sắc lớn, tác ý sắc nhỏ, cho đến đối với chư Phật tác ý có lực, tác ý không có lực. Vì sao? Vì có tướng sở đắc thời không có vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao? Vì chúng sanh chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng sanh, cho đến vì Phật chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh. Vì chúng sanh tánh không có nên Bát Nhã Ba La Mật tánh không có. Vì sắc tánh không có nên Bát Nhã Ba La Mật tánh không có, cho đến Phật tánh không có nên Bát Nhã Ba La Mật không có. Vì chúng sanh chẳng phải pháp nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải pháp. Vì sắc chẳng phải pháp nên Bát Nhã Ba La Mật, cho đến vì Phật chẳng phải pháp nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải pháp. Vì chúng sanh không nên Bát Nhã Ba La Mật không. Vì sắc không nên Bát Nhã Ba La Mật không, cho đến vì Phật không nên Bát Nhã Ba La Mật không. Vì chúng sanh lìa tướng nên Bát Nhã Ba La Mật xa lìa. Vì sắc lìa tướng nên Bát Nhã Ba La Mật lìa tướng, cho đến vì Phật lìa tướng nên Bát Nhã Ba La Mật lìa tướng. Vì chúng sanh không có nên Bát Nhã Ba La Mật không có. Vì sắc không có nên Bát Nhã Ba La Mật không có, cho đến vì Phật không có nên Bát Nhã Ba La Mật không có. Vì chúng sanh không thể nghĩ bàn nên Bát Nhã Ba La Mật không thể nghĩ bàn. Vì sắc không thể nghĩ bàn nên Bát Nhã Ba La Mật không thể nghĩ bàn, cho đến vì Phật không thể nghĩ bàn nên Bát Nhã Ba La Mật không thể nghĩ bàn. Vì chúng sanh không diệt nên Bát Nhã Ba La Mật không diệt. Vì sắc không diệt nên Bát Nhã Ba La Mật không diệt, cho đến vì Phật không diệt nên Bát Nhã Ba La Mật không diệt. Vì chúng sanh không thể biết nên Bát Nhã Ba La Mật không thể biết. Vì sắc không thể biết nên Bát Nhã Ba La Mật không thể biết, cho đến vì Phật không thể biết nên Bát Nhã Ba La Mật không thể biết. Vì chúng sanh lực không thành tựu nên Bát Nhã Ba La Mật lực không thành tựu. Vì sắc lực không thành tựu nên Bát Nhã Ba La Mật lực không thành tựu, cho đến vì Phật lực không thành tựu nên Bát Nhã Ba La Mật lực không thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy nên Bát Nhã Ba La Mật của các Bồ Tát được gọi là Đại Ba La Mật. Luận: Tu Bồ Đề nghe lời Phật dạy, cởi mở tâm nghi, tán thán Bát Nhã Ba La Mật rằng: Bát Nhã ấy gọi là Đại Ba La Mật. Phật trở lại hỏi Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao, cớ sao gọi là Đại Ba La Mật? Tu Bồ Đề đáp: Vì đối với các pháp sắc vân vân không tác ý lớn, không tác ý nhỏ, tâm phàm phu đối với các pháp tùy ý tác lớn nhỏ. Như người gặp khi cấp bách, thầy tâm họ rút nhỏ lại, khi ăn ổn giàu vui thì tâm họ mở rộng lớn. Lại như trong tám pháp bội xả, hoặc vì theo tâm mà ngoại sắc biến thành hoặc lớn nhỏ. Lại như người phàm phu đối với sắc mất, thấy chẳng phải sắc cũng bảo là sắc. Như nghiệp, lượng, số, pháp một khác vân vân hợp làm sắc, ấy gọi là đối với sắc tác ý lớn. Có người mắt thấy sắc, chỗ thấy được gọi là sắc, chỗ không thấy được không gọi là sắc. Có người nói sắc thô hư dối chẳng phải thật sắc, chỉ các vi trần thường có mới gọi là sắc thật.
Vi trần khi hòa hợp lại giả danh là sắc, ấy gọi là đối với sắc tác ý nhỏ. Có các nhân duyên như vậy, phàm phu đối với sắc hoặc tác ý lớn hoặc tác ý nhỏ theo ước tưởng phân biệt, cho nên phá hoại pháp tánh. Còn bát nhã ba la mật thì tùy theo sắc tánh mà quán đúng thật, không tác ý lớn nhỏ, chẳng hợp chẳng tán. Trong bát nhã ba la mật không nói sắc vi trần hòa hợp lại liền có sắc danh, mà chỉ có giả danh, không có sắc có định tướng, thế nên không hợp không tán. Sắc vô biên nên vô lượng, không chỗ nào không có sắc, không lúc nào không có sắc, cho nên không có lượng. Sắc là pháp có tạo tác trong bát nhã ba la mật, không cho vì vi trần hợp lại nên có sắc thô, không vì sắc thô tán ra nên trở vi trần, thế nên nói không hợp không tán. Pháp sinh khởi thì có phân biệt chủ lượng nhiều ít, không được nói là chẳng hợp chẳng tán vô lượng như đối với người phàm, vì không nên nói vô lượng, vì thật nên nói có lượng. Bát nhã ba la mật xa lìa không thật nên nói chẳng phải lượng chẳng phải vô lượng. Người phàm phu theo tâm ước niệm mà được hiểu, cho nên đối với sắc tác ý rộng tác ý hẹp. Còn bát nhã ba la mật quán tướng thật pháp không theo tâm nên chẳng phải rộng chẳng phải hẹp. Người phàm phu không biết do nhân duyên hòa hợp sanh các pháp, cho nên nói sắc có lực như hợp các sợi làm dây. Người không biết bảo dây có lực lại như tường đổ giết người, nói tưởng có lực nếu mỗi mỗi phân tán thời không có lực. Bát nhã ba la mật biết tướng hòa hợp nên không nói một pháp có lực, không nói không có lực, vì thế nên gọi là đại ba la mật. Lại có nhân duyên lớn, nếu Bồ Tát không xa lìa sáu ba la mật thời đối với các pháp sắc vân vân không tác ý lớn không tác ý nhỏ, chỉ hành bát nhã ba la mật, thầy tâm tán loạn, không điều hòa nhu thuận, thường sanh nghi hối tà kiến, mất tướng bát nhã ba la mật. Nếu bát nhã ba la mật cùng với năm ba la mật hòa hợp thực hành thầy điều hòa nhu thuận không sai lầm, thành tựu được mọi việc, thì như tám thánh đạo phần chánh kiến là đạo. Nhưng nếu không có bảy việc kia trợ giúp thời không thành sự, cũng không gọi là chánh kiến. Vì thế nên Phật nói tất cả các thiện pháp đều do nhân duyên hòa hợp cộng sanh, không có một pháp nào độc một mình tự sanh ra. Thế nên khi hòa hợp thì mỗi mỗi đều có lực, chỉ lực có lớn nhỏ ấy gọi thật hành bát nhã ba la mật, phân biệt các pháp sắc vân vân hoặc lớn hoặc nhỏ, người ấy liền rơi vào chỗ dùng có sở đắc, rơi vào hữu biên. Nếu với các pháp sắc vân vân cộng phân biệt hoặc lớn hoặc nhỏ, liền năm ba la mật thì đắm vào tướng không chẳng lớn chẳng nhỏ vân vân ấy. Trước phân biệt các pháp lớn nhỏ có sở đắc là sai, nay đắm vào tướng không chẳng lớn chẳng nhỏ cũng là sai. Vì cớ sao? Vì trong đây Tu Bồ Đề nói nhân duyên có tướng sở đắc là cho đến nói không có vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tướng tịch diệt, tướng không sở đắc, tướng rốt ráo thanh tịnh, tướng có sở đắc là sanh các ý luận cạnh tranh, tất cả pháp không sanh không diệt. Không có tướng sở đắc như ngã chúng sanh tìm khắp mười phương cũng không thể có được, chỉ có giả danh thật chẳng sanh. Vì chúng sanh chẳng sanh nên bát nhã ba la mật cũng như tướng chúng sanh, phá tâm điên đảo chấp tôi ta nên chẳng sanh chẳng diệt. Vì các pháp sắc vân vân tìm tướng sanh không thể có được nên chẳng sanh. Hai pháp thù nhiếp hết thảy pháp là chúng sanh và pháp, hai pháp ấy do nhân duyên hòa hợp sanh nên chỉ có giả danh không có định tánh. Nếu pháp không có định tánh, pháp ấy tức là vô sanh. Vì hai pháp ấy vô sanh cho nên biết các pháp sắc vân vân cũng vô sanh. Chúng sanh pháp không có tự tánh, không có gì của chính nó, không địa tướng, không thể nghĩ bàn, không diệt, không thể biết, cũng như vậy. Vì lực chúng sanh không thành tựu nên lực bát nhã ba la mật không thành tựu là trước nói tất cả pháp tự nhân duyên hòa hợp sanh, mỗi mỗi không có tự lực. Bát nhã ba la mật biết các pháp mỗi mỗi không có tự lực nên không có tự tánh, không có tự tánh nên không. Bát nhã ba la mật từ các pháp sanh nên không có tự lực, vì không có tự lực nên cũng đồng các pháp rốt ráo không. Thế nên nói chúng sanh và pháp lực không thành tựu nên bát nhã ba la mật lực cũng không thành tựu. Hỏi: trước nói đối với các pháp sắc vân vân không tác ý có lực, không tác ý vô lực, cớ sao nay lại nói chúng sanh và các pháp sắc vân vân lực không thành tựu nên bát nhã ba la mật lực cũng không thành tựu? Đáp: ở trên nói bát nhã quán các pháp không tác ý có lực, không tác ý vô lực. Người nghe cho rằng bát nhã ba la mật hay khởi lên sự quan sát ấy, tức là có lực, cho nên trong đây nói lực chúng sanh
và sắc, vân vân không thành tựu, nên lực bát nhã ba la mật cũng không thành tựu. Có các nhân duyên như vậy nên gọi là đại ba la mật. Giải thích phẩm tín hủy thứ 41. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm địa ngục thứ 39. Kinh bấy giờ Tuệ Mạng Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có Bồ Tát Ma Ha Tát tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật. Vị ấy ở chỗ nào mạng chung sanh đến trong đây? Thời gian phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đến nay bao lâu? Cúng dường bao nhiêu Phật? Tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật đến nay thời gian bao nhiêu? Mà nay có thể tùy thuận hiểu nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát ấy đã cúng dường mười phương chư Phật, nay sanh đến đây. Bồ Tát ấy phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đến nay đã vô lượng vô biên vô số kiếp. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy từ khi mới phát tâm thường tu thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ vô số chư Phật, nay sanh đến đây. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hoặc thấy hoặc nghe Bát Nhã Ba La Mật nghĩ rằng ta thấy Phật, theo Phật nghe. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy thường tùy thuận hiểu nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, vì vô tướng vô nhị không sở đắc. Phật bảo tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật không có ai nghe, không có ai thấy. Bát Nhã Ba La Mật không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Thiền Ba La Mật, tấn Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, giới Ba La Mật không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Nội không không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Cho đến vô pháp hữu pháp không, không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Bốn niệm xứ không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Cho đến tám thánh đạo phần không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Phật mười lực cho đến 18 pháp không chung không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Tu Bồ Đề, Phật đạo không nghe không thấy vì các pháp ám độn. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ấy tu Phật đạo bao lâu là có thể tập hành Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm như vậy? Phật bảo tu Bồ Đề, trong đây nên phân biệt, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát mới phát tâm là tập hành được Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, tập hành thiện Ba La Mật, tấn Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, giới Ba La Mật, thí Ba La Mật do sức phương tiện, đối với các pháp không phá hoại gì, chẳng thấy các pháp không có lợi ích, cũng chọn không xa lìa sự tập hành sáu Ba La Mật, cũng không xa lìa chư Phật, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Nếu muốn dùng lực thiện căn cúng dường chư Phật, để được theo ý chọn không sanh vào trong bụng người mẹ, chọn không lìa các thần thông, chọn không sanh các phiền não và tâm thành phần bích chi Phật, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh nghiêm tịnh cõi Phật. Tu Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy, có thể tập hành Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát thường thấy chư Phật hoặc vô lượng trăm ngàn vạn ức ở tại chỗ chư Phật tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn nhất tâm trí tuệ, vì đều do có sở đắc, nên khi Bồ Tát ấy nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, liền từ giữa chúng đứng dậy bỏ đi, không cung kính Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm và chư Phật. Bồ Tát ấy nay ngồi ở giữa chúng này, nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm ấy không vui, bèn bỏ đi. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đời trước khi nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm đã bỏ đi, nên đời nay nghe Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm cũng bỏ đi, thâm thâm không hòa. Người ấy gieo nghiệp nhân duyên ngu si, gieo nghiệp nhân duyên ngu si ấy nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm thì chê bai, vì chê bai Bát Nhã Ba La Mật nên chê bai chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại, chê bai nhất thiết trí, nhất thiết trùng trí. Người ấy chê bai nhất thiết trí của ba đời chư Phật nên tạo nghiệp phá pháp, vì nhân duyên của nghiệp phá pháp tập hợp nên phải đọa vào trong đại địa ngục trải vô lượng trăm ngàn vạn ước năm. Nghiệp của người phá pháp ấy từ một đại địa ngục đến một đại địa ngục, nếu khi kiếp lừa nổi lên thời lại sanh đến trong đại địa ngục ở phương khác, tại đây từ một đại địa ngục đến một đại địa ngục, nếu khi kiếp lừa nổi lên lại sanh đến trong đại địa ngục ở phương khác nữa, tại đây từ một đại địa ngục đến một đại địa ngục, như vậy trải khắp mười phương, tại đây nếu khi kiếp lừa nổi lên chết ở đó, nếu nhân duyên của tội nghiệp phá pháp chữa hết thời trở lại trong đại địa ngục ở đây, tại đây cũng từ một đại địa ngục đến một đại địa ngục chịu vô lượng khổ, tại đây kiếp lừa nổi lên lại phải sanh đến trong mười phương thế giới khác,
chịu khổ vì tội nghiệp phá pháp ở trong súc sanh cũng như ở trong địa ngục. Khi trọng tội mỏng dần hoặc được sanh làm người, phải sanh vào nhà người mụ bẩm sanh, sanh vào nhà hạng trên Đà La, sanh vào nhà hạ tiện làm nghề dọn cầu tiêu, khiêng thầy chết, hoặc không có mắt, hoặc một mắt, hoặc mắt mờ, không lưỡi, không tai, không tay, nơi xứ sở sanh ra không có Phật, không có Pháp, không có đệ tử Phật. Vì sao? Vì do nghiệp phá phách tích tập đầy đủ nặng dày nên chịu quả báo ấy. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, năm tội nghịch cùng với tội phá pháp giống nhau chăng? Phật bảo Xá Lợi Phất: Không nên nói giống nhau. Vì sao? Vì nếu có người nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy mà chê bai không tin, nói rằng không nên học pháp ấy, đó là phi pháp, chẳng phải lành, chẳng phải Phật giáo, chư Phật không nói lời ấy. Người ấy tự mình chê bai Bát Nhã Ba La Mật, cũng dạy người khác chê bai Bát Nhã Ba La Mật, tự hoại thân mình cũng hoại thân người khác, tự uống thuốc độc giết mình cũng cho người khác uống thuốc độc, tự làm mất thân mình cũng làm mất thân người khác, tự không biết không tin chê bai Bát Nhã Ba La Mật, cũng dạy người khiến không biết không tin. Xá Lợi Phất: Người ấy như vậy, ta không cho nghe danh tự Bát Nhã, huống gì mắt thấy. Vì sao? Vì nên biết người ấy là người làm như pháp, bị rơi vào suy vi ô trược, tánh hắc ám. Người như vậy, nếu có ai nghe lời người ấy nói, tin dùng lời người ấy cũng chịu khổ như vậy. Xá Lợi Phất: Nếu người phá Bát Nhã Ba La Mật, để biết người ấy là người phá pháp. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói người phá pháp chịu trọng tội mà không nói người ấy thân thể lớn nhỏ. Phật bảo Xá Lợi Phất: Không cần nói người ấy thọ thân lớn nhỏ. Vì sao? Vì người phá pháp nếu nghe nói thọ thân lớn nhỏ thì liền thổ huyết nóng, khổ hoặc chết hoặc gần chết. Người phá pháp ấy nghe nói thân như vậy, có trọng tội như vậy, người ấy bèn rất sầu ưu, như mũi tên cắm vào tim, dần dần khô héo, nghĩ rằng vì tội phá pháp mà phải mang thân rất xấu, chịu khổ vô lượng như vậy. Vì vậy nên Phật không cho Xá Lợi Phất hỏi người ấy thọ thân thể lớn nhỏ. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Mong Phật nói cho để làm giới răn sáng suốt cho đời vị lai, khiến biết được về chất chứa nghiệp phá pháp nên phải bị mang thân rất xấu và chịu khổ như vậy. Phật bảo Xá Lợi Phất: Người đời sau nếu nghe người chất chứa nghiệp phá pháp đầy đủ nặng dày ấy, phải chịu vô lượng khổ rất lâu trong đại địa ngục, nghe thời gian chịu khổ vô lượng rất lâu ấy là đủ làm giới răn sáng suốt cho đời vị lai. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện tánh nghe pháp ấy đủ lấy làm nương dựa, thời thả mất mạng, chớ chọn không phá pháp. Tự nghĩ nếu ta phá pháp, thời sẽ chịu khổ như vậy. Luận: Xá Lợi Phất nghe nói Bát Nhã Ba La Mật vi diệu sâu xa, nghe được còn khó, huống chi thực hành. Vì thế nói, người tin hiểu Bát Nhã thật là hy hữu, cho nên thưa Đức Thế Tôn, người tin hiểu được Bát Nhã ấy ở chỗ nào mạng chung sanh đến đây? Xá Lợi Phất nghĩ rằng người ấy phải là người từ thế giới tốt đẹp mạng chung mà sanh đến đây, người ấy không phải là người mới phát tâm, không phải là người ít cúng dường Phật, không phải ít tu sáu ba la mật, người ấy chắc chắn là người đại đức, chưa phải thánh mà có thể biết được thánh pháp. Vì thế nên hỏi, đã phát tâm bao lâu, cúng dường bao nhiêu Phật, tu sáu ba la mật bao lâu mà có thể tin hiểu nghĩa Bát Nhã sâu thẳm. Vị Bồ Tát ấy đối với các pháp không thủ tướng, không chấp trước, không tu không hạnh, hòa hợp năm ba la mật, tu Bát Nhã ba la mật, dùng tâm đại từ bi vì hết thảy chúng sanh, nên tu Bát Nhã ba la mật. Từ trong thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật mạng chung mà sanh đến đây là vì độ chúng sanh hữu duyên, làm nhân duyên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy có người chết sanh ở đây, song chỉ người từ chỗ Phật ở tha phương đến đây là quý, vì từ khi phát tâm lại đây trải vô lượng vô số kiếp, số kiếp chứa nhóm phước đức sâu dày, nên có thể tìm hiểu tùy thuận nghĩa lý thâm sâu. Có người tùy phát tâm đã lâu từ vô lượng vô số kiếp, song không tu công đức, cho nên đầy nói từ khi phát tâm lại đây thường tu sáu ba la mật, vì phước đức thường tu sáu ba la mật nên có thể được thấy, được cúng dường vô lượng vô số Phật. Vị Bồ Tát ấy thành tựu bốn nhân duyên trên nên được vô lượng vô biên phước đức và trí tuệ. Do nhân duyên phước đức ấy nên các phiền não mỏng tâm được nhu nhuyễn, các căn tín và tuệ được lanh lợi của Bồ Tát thêm đắc lực dần,
nên thâm nhập bát nhã ba la mật chán ghét việc thế gian. Nếu thấy tịnh quyển bát nhã, thầy liền sanh tâm như thấy Phật, hoặc mở kinh tìm nghĩa, thầy liền sanh tâm như từ Phật nghe. Do thành tựu tín lực tuệ lực nên tùy thuận hiểu nghĩa bát nhã thâm sâu, nghĩa là hết thảy pháp vô tướng, ra khỏi 12 nhập hai pháp, không hai pháp, tâm không chấp trước, gọi là không sở đắc. Lực nói ba tướng là tùy thuận hiểu nghĩa bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề nghe nói thấy kinh quyển như thấy Phật, đọc kinh văn như nghe lời Phật, như tưởng có chấp trước, cho nên hỏi: Bát nhã có thể thấy có thể nghe ư? Ý Tu Bồ Đề cho bát nhã ba la mật rốt ráo không? Thầy mắt trời tai trời còn không thấy nghe được, huống gì mắt thịt tai thịt, mắt tuệ xuất thế gian cũng không thấy được, huống gì mắt thế gian. Phật thuận theo ý ấy mà đáp: Bát nhã ba la mật không thể thấy nghe được. Trong đây nói nhân duyên, các pháp vào bát nhã ba la mật đều một tướng là vô tướng, trong đó không phân biệt người nghe, người thấy, và có thể nghe, có thể thấy. Người phàm phu trong ba cõi phân biệt ấy là mắt, là sắc, là tai, là tiếng, sáu căn, là lợi, sáu trần, là độn. Các pháp sắc vân vân là độn, tuệ vân vân là lợi. Các pháp vào trong bát nhã ba la mật như trăm sông đổ về biển đều là một vị. Thế nên bát nhã ba la mật không thể thấy, không thể nghe. Vì các pháp độn nên từ thí ba la mật cho đến Phật đạo, Tu Đà Hoàng cho đến Phật cũng như vậy. Lại nữa, chúng sanh lìa pháp thời không nghe được, không thấy được. Pháp lìa chúng sanh cũng không nghe được, không thấy được. Hỏi: Trên kia đã hỏi Bồ Tát phát tâm bao lâu, cúng dường bao nhiêu Phật mà có thể tùy thuận hiểu nghĩa thâm sâu, cớ chi nay còn hỏi lại? Đáp: Trên kia Phật nói bát nhã không nghe không thấy, cũng nói thấy kinh quyển bát nhã như thấy Phật, đọc bát nhã như nghe Phật nói. Với hai tướng nói bát nhã nên cũng nói có thể nghe có thể thấy, cũng nói không thể nghe không thể thấy. Thế nên trở lại hỏi Phật: Bồ Tát tu hành bao lâu mà có được phương tiện có thể hành theo có thể hành theo không? Hành theo có mà không đọa vào ba cõi, hành theo không mà không đọa vào đoạn diệt, có thể hành theo tướng bát nhã ba la mật. Phật đáp: Có, việc ấy không nhất định, nên phải phân biệt nói. Hoặc có, Bồ Tát mới phát tâm liền tập hành được sáu ba la mật thập thâm. Tập hành là nhất tâm tín thọ thường hành, nhờ sức phương tiện là trí tuệ, tùy tập hành sáu ba la mật làm nhân duyên sanh khỏi phước đức mà tâm không chấp trước. Các pháp không thể phá hoại là tín lực trí tuệ lực của Bồ Tát rất lớn, nên nghe pháp đại thừa thâm sâu liền tin, nghe pháp thành văn cũng tin, nghe pháp tại gia xuất gia của ngoại đạo cũng không phá hoại, mà từ trong đó phát xuất hai thứ lợi: một là phân biệt thị đạo phi đạo, bỏ phi đạo hành theo thị đạo; hai là hết thảy pháp vào trong bát nhã ba la mật thì không thị không phi, không phá bỏ không lãnh thọ, không thấy các pháp không có lợi ích là đức trên kia, từ trong đó phát xuất hai thứ lợi. Phước đức ấy đầy đủ nên chọn không xa lìa sáu ba la mật cho đến nghiêm tịnh cõi Phật. Có Bồ Tát tuy mới phát tâm mà tín thọ sâu xa bát nhã ba la mật, có Bồ Tát phát tâm đã lâu cúng dường ngàn vạn ước chư Phật, mà vì dùng tâm có sở đắc tu sáu ba la mật nên không tín thọ bát nhã ba la mật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, người ấy ở đời quá khứ nghe bát nhã ba la mật sâu thẳm, không tin không thọ, từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, đến nay Phật nói cho cũng không tin không thọ. Vì quả báo của tội phá bát nhã ba la mật nên nói người ấy vì nghiệp không tin không thọ nên làm nhân duyên khởi lên nghiệp ngu si. Vì nghiệp ngu si nên nghi hồi tà kiến, tâm chấp trước càng tăng thêm, tâm chấp trước càng tăng thêm nên ở giữa đại chúng chê bai phá hoại bát nhã ba la mật. Vì phá hoại bát nhã ba la mật nên phá nhất thiết trí của 10 phương Phật. Vì tội phá nhất thiết trí của 10 phương chư Phật nên khi chuyển đổi thân bị đọa đại địa ngục. Đại địa ngục là địa ngục a tỷ vô gián, chịu ưu sầu khổ não trong vô lượng trăm ngàn vạn ức vô số kiếp. Ưu sầu là tâm khổ, khổ não là thân khổ. Từ một đại địa ngục đến một đại địa ngục là như do phước đức, nên ở trên có trời lục dục, do tội nghiệp nhân duyên cũng như vậy, dưới có 8 đại địa ngục. 8 đại địa ngục, mỗi mỗi có 16 địa ngục nhỏ, trong đó ngục A Tỳ lớn nhất. Ngoài ra dưới trời tứ thiên vương cũng như vậy, trong 3.000 đại thiên thế giới có trăm ức núi Tu Di, có trăm ức địa ngục A Tỳ. Thế nên nói từ một đại địa ngục A Tỳ đến một đại địa ngục A Tỳ, như người từ hội này đến hội khác, lại như người vào chánh vị,
Từ trời đến nhân gian thọ vui, từ cõi người trở lại cõi trời thọ vui. Nếu ở đây kiếp lừa nổi lên, tội kia chưa hết, thời phải chuyển đến chịu tội trong đại địa ngục hoặc mười phương thế giới khác. Nếu ở nơi đó kiếp lừa nổi lên, lại phải chuyển đến phương khác. Ở phương khác kiếp lừa nổi lên, lại trở lại sanh vào địa ngục A Tỳ ở đây, chuyển chuyển như trước. Tội bớt nhẹ dần, được làm thân người thì sanh vào hạ tiện, tức là sanh vào nhà người đuôi bẩm sanh. Không muốn thấy Bát Nhã Ba La Mật khinh chê người thuyết pháp nên phải sanh vào hạ tiện trên Đà La, làm người dọn phân, khiêng thầy chết, vân vân. Chê bài người thuyết pháp nên chịu họa không có lưỡi, không muốn nghe pháp nên chịu họa không có tai, phỉ bác nên chịu họa không có tay. Người ấy tuy tâm mến Phật nhưng vì ngu si vô trí nên hay diệt mẹ Phật, tức Bát Nhã, phá hoại pháp tạng. Vì phá hoại pháp tạng nên sanh vào chỗ không có Phật pháp tăng. Hỏi: sao không nói sanh trong loài ngạ quỷ? Đáp: người phá hoại ấy phần nhiều do hai phiền não là sân nhuế và ngu si. Vì san tham nên đọa ngạ quỷ, ở đây không có san tham nên không nói. Hỏi: cớ sao Xá Lợi Phất nói năm tội nghịch với tội phá pháp giống nhau? Đáp: Xá Lợi Phất là người thanh văn, thường nghe nói năm tội nghịch rất nặng, đọa địa ngục A Tỳ, chịu khổ một kiếp. Người thanh văn không hiểu rõ cúng dường Bát Nhã được quả báo lớn, lại không biết hủy báng Bát Nhã bị tội lớn, cho nên nêu năm tội nghịch so sánh hỏi giống nhau chăng. Đáp rằng không giống nhau vì cách xa lắm, vì cách nhau xa lắm. Vì sao? Vì người hủy báng Bát Nhã tự mất lợi lớn cũng làm người khác mất, tự xa lìa Bát Nhã cũng khiến người khác xa lìa, tự phá hoại thiện căn cũng phá hoại thiện căn của người khác, tự xoa độc tà kiến cũng xoa độc tà kiến vào người khác, tự mất thân mình cũng làm mất thân người. Vì tự không biết, vì đọc trước pháp ái nên tự phá cũng khiến người khác phá Bát Nhã Ba La Mật. Như cha mẹ thương con, ân đức cùng cực trong một đời, lại vì có nhân duyên nên thương yêu. Còn Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thầm tâm ái niệm chúng sanh trong vô lượng đời, cha mẹ nghĩ đến con không thể đem một con mắt cho. Còn người tu Bát Nhã Ba La Mật đem đầy mắt tủy não chất quả núi Tu Di thí cho chúng sanh trong vô lượng kiếp, làm thân Phật chảy máu giết A-la-hán là chỉ hoại thân xác thịt chứ không hoại pháp thân, phá hoại tăng chỉ làm sao để quyến thuộc, đó là tán thán năm pháp không phá hoại Bát Nhã. Thế nên không được cho năm tội nghịch giống với tội phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật hay khiến người làm Phật nên tội hủy hoại Bát Nhã không thể lấy gì mà ví dụ được. Thế nên đối với người phá Bát Nhã, ta không muốn cho nghe danh tự Bát Nhã, huống gì cho mắt thấy. Người phá Bát Nhã ấy hoặc do phước đức đời trước, học rộng nghe nhiều, giàu sang oai đức, khéo nói năng, các quyến thuộc mà thường đi theo hỗ trợ, Bồ Tát chưa được địa vị bất thối, thấy kia được nhiều người cúng dường, có nhiều đệ tử xuất gia tại gia. Thế nên nếu có ai khen ngợi danh tiếng người ấy, còn không muốn nghe, huống gì thân cận lễ bái, lãnh thọ lời giáo huấn. Vì sao? Vì Bồ Tát muốn tăng trưởng thiện pháp, lợi ích chúng sanh, còn người ấy chỉ muốn phá pháp, khiến chúng sanh đọa vào chỗ suy vi ô trược, hai việc trái ngược nhau. Suy vi ô trược là những người mắc chứng suy vi, tùy mặc áo đẹp, đồ ăn ngon, thường không có sức lực, tùy siêng năng làm việc mà tài sản mỗi ngày hao mòn. Vì người ấy phá hoại pháp bảo tối thượng của chư Phật, nên tùy thần nghiệp, khẩu nghiệp, lành, chỉ giới, bố thí, đọc kinh mà pháp lành không hề tăng trưởng. Như nước bùn đục, soi không thấy mặt cũng không thể uống, với người ấy không nên thân cận, nếu thân cận thời dễ nhiễm trước. Người ấy vì phá pháp nên tà kiến nghi hối thường nhiễu loạn tâm, phá được nghe trước, ái trước sâu nặng. Không hiểu tướng Bát Nhã Ba La Mật nên nói Bát Nhã Ba La Mật không có gì, trống không, không bền chắc, không có tội phước. Vì tâm kia bị ô trược tán loạn ngăn che như vậy nên không thấy được tướng thật pháp thành tịnh. Tánh hắc ám là trong Phật pháp, pháp thiện gọi là bạch, pháp bất thiện gọi là hắc. Người ấy thường chứa nhóm pháp bất thiện nên thành tánh bất thiện. Nếu có tín thọ lời người ấy thì tội người kia cũng đồng. Hỏi: cớ sao Xá Lợi Phất hỏi người kia thọ thân lớn nhỏ mà Phật không đáp? Đáp: Xá Lợi Phất đã nghe thời tiết và nơi chốn thọ tội, xong không nghe nói thân kia lớn nhỏ, ý muốn nghe Phật nói thân kia lớn. Lại như thần đế Thích Cao 10 dặm thọ vui đầy khắp, nên muốn biết thân thọ to lớn,
thời thọ khổ cũng nhiều. Có hàng nhân duyên nên Phật không nói, một là trên đã nói kia ở trong hai đường ác chịu khổ lâu đời, nay lại nói thân kia to lớn xấu xí, người ta hoặc không tin, người không tin sẽ chịu khổ kịch liệt lâu dài. Hai là nếu tin lời Phật thời lo sợ lớn, lo sợ nên gió nổi lên thổ huyết nóng mà chết, hoặc như chết là giả sử không chết nhưng thần thường khô héo, nếu không tin đời sau chịu trọng tội nên Phật không nói. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Nay tuy vì hai nhân duyên nên không nói, mong thương xót người vị lai mà nói. Phật dạy: Nếu người có tánh bạch tịnh thiện căn là đủ làm chỗ nương tựa. Tánh bạch tịnh là trái với tánh hắc ám, nương tựa là nghe nói chịu khổ liền không dám làm, nếu không tin thời tùy thần lớn cũng không tin, nếu tin nghe trên nói chịu khổ lâu dài là đủ để tin trong ba nghiệp nên nhiếp hộ thần khẩu ý. Hết cuốn 62 theo bản Hán.